Mang đi quỷ này mang đi tận đâu để bán này? Đi kia. Hả? Đi kia. Khoan là lấy củi này đi bán là để mua cái gì đây? Mua kem đánh răng ạ. Một kem đánh răng á? Vâng. Hết kem đánh răng rồi à? Vâng. Bó củi này thì bán được bao nhiêu tiền này? 15.000. 15.000 bó củi này á? À. Thế là hôm nay đem đi bán được bó nào chưa hay là bó này là bó đầu tiên? Bó này là bó đầu tiên ạ. Ba lô này mua được mấy năm rồi Hoan? Từ em học lớp. Hả? Mà học lớp 2. Hoan là gửi một lời cảm ơn tới là bác thân vũ ở Hà Nội nhé. Vâng. Con cảm ơn bác thân vũ ở Hà Nội trao cho con món quà. À, con chúc ông. À, hôm nay thì anh Lên là mua cho Hoan là một cái cặp là 200.000 và mua cho Hoan là 10 cái móc là 25.000 và mua bàn chải đánh răng và kem đánh răng là 25.000, 470.000 nhá. Và còn dư là 30.000. Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ông bác, hôm nay Chuẩn Lực lại tiếp tục là nhận được một cái phần quà của anh Thân Vũ ở Hà Nội. Anh có gửi cho Chuẩn Lực là 500 ngàn để mà mua một số đồ dùng cho em Hoan trước khi em Hoan đi học cô bác ạ. Và hôm nay thì Chuẩn Lực cũng đã mua cái phần quà của anh Thân Vũ là gửi tới cho em Hoan rồi cô bác ạ. Những cái đồ mà mấy nữa em Hoan chuẩn bị là đi học cô bác, cho nên là Chuẩn Lực mua cho Hoan. Đấy, còn ở phía trước mặt các bác là một cái cung đường mà đi xuống nhà em Hoan. Nói là sau khi mà đi vào nhà của Hoan nữa các bác thì sẽ qua một cái khe suối. Khe suối này thì đến cái mùa mà không có nước ấy, thì là nước chảy rất là nhỏ. Đấy, nhưng mà đến mùa mà có nước nhiều thì sẽ phải nói đi qua rất là khó cô bác ạ. Đấy, vừa ra đến đây thì nhìn thấy là có một cái bóng dáng rất là giống em Hoan cô bác ạ. Vác trên mình là một cái bó củi, không biết là đi đâu đây, không biết là mẹ đem đi cho ai. Đợi em ấy lên rồi thì cháu được xé hỏi sau. Ở đây thì cũng có củi này cô bác này. Củi này thì không biết là có phải là Hoan trẻ ra đây để mà phơi không. Cái thanh củi chắc là rơi, chắc là bị cuốn theo nước lũ ấy, xong là ra đây nó bị ướt quá nên là chảy ra phơi. Anh chào Hoan nhá. Đi đâu đấy? Lấy củi đi bán ấy. Củi đi bán á? Vâng. Anh đưa cho Hoan một cái mic ra, thế bỏ củi xuống để anh hỏi xem là mang đi củi này mang đi tận đâu để bán này? Đi kia. Hả? Đi kia. Ra kia? Vâng. Có mang ra xá không củi thế? Hay là mang ra cho nhà khác? Lấy đi kia bán ạ. Lấy đi ra kia bán đúng không? Vâng. Cái củi này là em tự đi lấy hay là ai cùng em đi lấy không? Em tự đi lấy. Em tự đi lấy à? Vâng. Thế là cái này là cũng là em đi lấy à? Vâng. Cái này là còn còn ướt nhỉ? Vâng. Chỗ này thì được một bó chưa? Dạ. Chỗ này được một bó rồi à? Vâng. Thế thì Hoan đang gửi chào tới các bạn ạ. Con chào con bà cô chú ạ. Rồi. Cái này thì bây giờ đem đi bán luôn chưa hay là lúc nào mới đem đi bán? Phơi cho nó khô thì em lấy đi bán ạ. Phơi cho nó khô thì mới đem đi bán à? Vâng. Thế Hoan là sắp đi học chưa? Dạ. Rồi á? Vâng. Đã đi trường ngày nào chưa? Chưa. Chưa? Vâng. Thế là mấy ngày nữa là em đi học? Ngày thứ tư. Thứ tư tuần này đi học à? Vâng. Thế là hôm nay là thế còn ngày kia rồi? Vâng. Hoan là lấy củi này đi bán là để mua cái gì đây? Mua kem đánh răng ạ. Một kem đánh răng á? Vâng. Hết kem đánh răng rồi à? Vâng. Bó củi này thì bán được bao nhiêu tiền đây? 15.000. 15.000 bó củi này á? Vâng. Ôi, đâu đó là cũng gần hơn 10 cân một chút của bác ạ. Dây này là dây gì đây? Dây cỏ. Dây cỏ. Dây cỏ thôi à? Vâng. Thế là hôm nay đem đi bán được bó nào chưa hay là bó này là bó đầu tiên? Bó này là bó đầu tiên ạ. Thế là buổi sáng này là lấy củi à? Vâng.
Đây là lấy củi để đi mua kem đánh răng. Kem đánh răng mua ở nhà hay là mua đi, đem đi ở trường? Đem đi trường. Đem đi đến trường á? Vâng. Ngoài kem đánh răng ra thì còn mua thêm cái gì nữa không? Cạp. Mua cạp á? Cạp sách à? Vâng. Thế là củi này thì đến buổi chiều nếu mà em đem đi bán thì bán sau nhé. Vâng. Bây giờ thì cụ anh đi về nhà đấy nhé. Vâng. Hôm nay anh có nhận được một cái phần quà là cho Hoan. Vâng. Đấy, trước lúc mà anh lên chia sẻ đấy thì anh có xin với các bác mạnh thường quân đấy, thì là có nếu có bác nào trợ duyên đến em đi học một chút đấy đầu năm thì rất là may mắn là được một bác là thân vú ở dưới Hà Nội nhá. Vâng. Là bác có gửi cho em là 500.000 để mà mua một số đồ dùng cho em đi học nhá. Vâng. Thì bây giờ hai anh em mình đi về đi nhỉ. Vâng. Ủa đây đến đây có mất không? Có. Lại bác về chứ? Vâng. À. Hoan đợi anh ấy nhé. Vâng. Đợi đi. Dép này còn đôi mới không hả Hoan? Mới ạ. Hả? Mới ạ. Không nhưng mà còn đôi khác không? Có ạ. Có á? Vâng. Có đôi nào mới hơn không? Có. À, thế là đôi mới hơn để dành để đi học à? Vâng. À. Ôi, chỗ này cũng rậm rạp quá rồi nhờ. Vâng. Này là ít ít ai đi lại các bác ạ. Chỉ có một mình Hoan thôi cho nên là đường vào nhà Hoan thì cũng khá là rậm rạp. Hôm nay thì đi bán củi gần thôi à? Vâng. Từ đây ra chỗ bán củi kia thì có đi xa không? Không ạ. Không à? Gần. Ồ, thế là quần áo là phơi hết ở đây à? Vâng. Em còn móc không? Còn. Móc là còn ở chỗ này thôi à? Vâng. À, cái này không phải kem đánh răng à? Hết rồi. Ồ, cái này vâng. Là vỏ thôi nhỉ? Vâng. Thế móc của em thì có mấy cái này thôi à? Vâng. À. Tại vào nhà của Hoan thì ở phía bên ngoài nhìn thì các bác cũng đã nhìn thấy rồi. Mái tôn này thì lợp bằng tôn màu đỏ. Và tôn này thì là không phải tôn chống nắng, rất là mỏng các bác ạ. Và tôn này khi mà trời mưa thì có kêu to không? Có ạ. Có à? Vâng. Kêu to đấy, đêm có ngủ được không? Không. Đêm ngủ được á? Vâng. Nhưng mà cái tôn này là có thêm là một chút là nếu mà mưa đá nó phải nói là kêu cực kỳ là khủng khiếp luôn các bác, như kiểu là một tiếng sấm luôn. Thế buổi sáng hôm nay là Hoan lại ở nhà là đi lấy củi à? Vâng. Là đi chẻ củi à? Vâng. Thế những cánh củi kia thì là nó trôi theo dòng khe suối à? Vâng. Sau là Hoan đi lấy về là Hoan chẻ ra phơi à? Vâng. Thế là số củi đấy là để mà Hoan là đem đi bán, xong là lấy tiền đó để mà mua mua đồ đi vào trường à? Vâng. Ừ. Đấy thì hôm nay là đây, trước khi mà bây giờ vào thì anh cũng gửi cho Hoan là cái phần quà của bác là thân vú ở dưới Hà Nội trước nhé. Vâng. Đấy bây giờ thì Hoan mở ra đi, Hoan mở trong ra đi. Vâng. Cả cặp sẽ là của em nhé. Vâng. Rồi. Em có ba lô hay là có gì chưa? Ừ. Anh thấy ở kia có một cái ba lô, thì ba lô kia bị hỏng chưa? Hỏng ạ. Kia kìa. Hỏng rồi. Ba lô kia bị hỏng mà. Thế Hoan thử lấy ra xem nào, lấy ba lô kia ra xem nào. Ôi ôi, ba lô này rách hết rồi. Ba lô này mua được mấy năm rồi Hoan? Từ em học lớp... Hả? Mà học lớp 2. Học lớp 2 đã mua rồi á? Vâng. Thế là mua là đến lớp mấy? Lớp 4. Đến lớp 4 nó mới hỏng á? Vâng. Ồ, thế là ba lô này là Hoan dùng được là 2 năm của bác ạ. Đấy là những cái chiếc móc khóa này thì cũng đã hỏng hết rồi và không dùng được nữa thì Hoan mới đem để mà treo lên. Thế thì lớp 5 đến lớp 6, lớp 5 thì em lấy cái gì để đeo? Có cặp không? Vâng. Thế lớp 5 thì làm thế nào? Em lấy cầm đi học. Lấy cầm
Cầm vở á? Vâng. Ồ, thế là lấy cầm vở là đi học à? Vâng. À. Thế mà không có cặp này cô giáo không nói à? Không ạ. Có lẽ là cô giáo cũng biết là Hoan có một cái hoàn cảnh như vậy đấy cô bác, thành ra là đành chấp nhận. Vậy ở những cái video trước thì khi mà cháu Đức lên ấy, cháu Đức cũng đã là làm lại tấm ảnh bố của Hoan là cho Hoan rồi. Đấy, Hoan thì anh làm lại tấm ảnh như thế này thì đêm đi ngủ ấy, đêm đi ngủ có nằm mơ là gặp bố lần nào không? Ừ, có ạ. Có ạ? Vâng. Thế là hôm anh đem tấm ảnh lên thì mới nằm mơ gặp bố hay là không hôm nào? Hôm anh nhờ lấy ảnh gì? Hả? Hôm anh lấy ảnh gì? Hôm anh lấy ảnh cho bố đấy. Lấy ảnh cho em đấy á? Vâng. Là đấy là tối hôm đấy là ngủ là nằm mơ gặp bố luôn à? Vâng. Thế bố có kể cho Hoan nghe cái gì không? Không ạ. Không á? Vâng. Thế là chỉ nhìn thấy bố thôi à? Vâng. Thế lúc đấy thì em nằm mơ thấy bố là bố đang làm gì? Bố đang nhà. Là nằm mơ thấy bố là đang ở trong nhà này đúng không? Vâng. Thế là đêm đi ngủ thì có nằm mơ như vậy xong là đêm bố tỉnh giấc luôn không? Có. Tỉnh giấc luôn à? Vâng. Thế lúc đấy tỉnh giấc thì cảm giác của em là như thế nào? Có hụt hứng không khi mà dậy không thấy bố đâu? Có. Có khóc không? Có. Có hả? Vâng. Nhưng mà nằm mơ gặp bố này thì có sợ không vào đêm ấy? Có. Có hả? Vâng. Thế sợ này thì em thường là làm gì? Chui ở trong chăn. Chui vào trong chăn á? Vâng. Thế là chăn cuốn hết cả người là ngủ à? Vâng. Cái đêm đấy thì có mưa to không? Có. Có hả? Vâng. Vâng. Thế là cộng thêm là cả mưa nữa thành ra là mới khiến em sợ đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì trước khi mà đi vào ấy thì là Hoan là gửi một lời cảm ơn tới là bác thân Vũ ở Hà Nội nhé. Vâng. Con cảm ơn bác thân Vũ ở Hà Nội trao cho con món quà. Con chúc ông thân Vũ có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn cho cuộc sống ạ. Thế thì bây giờ nhé, bây giờ thì đây anh sẽ gửi là cặp cho Hoan. Và ở trong thì không phải là có nguyên cặp đâu nhé. Sẽ có thêm là một số đồ nữa để anh nói xem là số đồ đấy là những cái gì nào. Vừa rồi thì anh cũng nói cho Hoan ấy là có bác thân Vũ là ở Hà Nội nhá. Vâng. Đấy, bác có gửi cho em là 500.000. Và 500.000 này thì là bác có để cho anh là bảo là mua một số đồ dùng cho em trước khi mà em đi học ấy. Đấy, thì là anh cũng biết là Hoan là không có cặp đúng không? Vâng. Thế là em cái cặp này là 200.000, em phải bán là bao nhiêu bó củi thì mới được là một cái cặp biết không? Không ạ. Không á? Vâng. Nếu mà thường là bó củi em đi bán là 15.000 một bó đúng không? Vâng. Nếu mà thường em đi bán là em ít nhất là phải bán độ tầm là 14 bó củi. Xem nào, đúng không? 14 là nhân cho củi em là bán thường là bao được bao nhiêu một bó? 15.000 à? Vâng. Đấy là 210.000. Vâng. Là em bán và em phải bán được là độ tầm là 15 cái bác củi như vừa rồi em đi bán 14 cái bó thì mới được một cái cặp như này. Đấy, và hôm nay thì anh lên là mua cho Hoan là một cái cặp là 200.000. Và mua cho Hoan là 10 cái móc là 25.000. Và mua bàn chải đánh răng và kem đánh răng là 25.000. Mua khăn rửa mặt là 10.000. Mua dầu gội là 160.000. Mua xà phòng là 3 gói là 30.000. Mua xà phòng tắm một cục là 20.000. Tổng thì là anh mua hết là 470.000 nhá. Và còn dư là 30.000. Còn dư là 30.000 anh sẽ lấy 30.000 này, là 30.000 này thì anh sẽ gửi tiền cho Hoan nhá. Vâng. Xong mà Hoan đi vào trường thì Hoan muốn mua cái gì thì Hoan mua nhá. Vâng. Anh vừa rồi anh mua dư xong xong anh để đâu nhỉ, một tí nữa thì lại quên. Đây. Trong này còn có 32.000. Đấy thì còn dư là đây 20 này. Là 10.000 này. Là dư là 30.000 thì anh có 2.000 đây thì anh gửi cho Hoan luôn nhá. 2.000 này thì mua được cái gì không? Kẹo. Mua được kẹo à? Vâng.
Ngoài mua kẹo ra thì còn mua được những gì khác không? Mua được mấy cái bút? Không ạ. Mua được mấy cái bút này? Có được bút không? Mua được bút không? Không ạ. Không mua được bút đâu. Vâng. Cái bút thì thường thường là bao nhiêu tiền một cái? 3.000. À là 3.000 à? Vâng. Thế là với còn thiếu đúng không? Vâng. Đấy thì Hoan là bây giờ Hoan lấy cái số đồ ở trong túi ra đi. Đây vừa rồi thì anh cũng đọc ra rồi đấy. Mua cái móc đấy là móc là 25.000. Đây, ở đây sẽ gồm là móc này, với lại là khăn rửa mặt này, thêm là đây là bàn chải đánh răng này. Đấy. Đây là anh mua cho Hoan là 2 cái luôn nhá. Vâng. Mua cho 2 cái thì chỗ này là hết là 25.000 các bác. Và mua là 3 gói dầu gội này này. Cái này thì là không phải là Sunlight nhá, cái này anh mua X-Men cho nên là nó sẽ đắt hơn nhá. Vâng. Đấy, nhưng mà nó sẽ thơm hơn. Và anh mua cho Hoan thì vẫn là dầu gội là Clear Bạc Hà nhá. Vâng. Rồi. Đấy. Cái này là cái đồ mà mấy nữa em đi học thì em sẽ cầm đi nhá. Vâng. Còn là ba lô em xem là trong ba lô thì còn cái gì không? Không ạ. Không à? Vâng. Đấy, thử xem nào có bao nhiêu ngăn đấy ba lô ấy. Đựng đi học thì như này thì có đựng được vở đi học chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Thì có thích cái ba lô này không? Có. Có đúng không? Vâng. Đây là xem gồm có bao nhiêu ngăn đấy. 4 ngăn. Là những cái ngăn ngoài này này. Những cái ngăn ngoài này thì Hoan là có thể là để cái bút này xong là thích kẻ này nhá, là vào ngăn ngoài này nhá. Vâng. Đấy, còn là cái ngăn này thì là Hoan có thể là để thêm những cái đồ dùng mà bút thích kẻ này đấy, chúng ta anh tinh ở đây thôi nhá. Vâng. Ở đây thì cặp này thì sẽ có một ngăn là ngăn to này các bác, cộng thêm là một cái ngăn nhỏ đấy, là gồm có là 2 ngăn thôi nhỉ. Vâng. À đây có 1 ngăn nữa này. Đây, đấy. Đấy, đây có 1 ngăn nữa, ngăn này thì là ngăn to hơn. Ôi trong này thì cũng để được đồ này Hoan này nè. Vâng. Đây này. Vâng. Đây cũng để được bút này. Đấy thì mấy nữa em dùng để đi học nhá. Vâng. Thế là những cái hòm ở kia thì mấy nữa có đem đi trường không? Không ạ. Không đem đi trường đâu à? Vâng. Đây là để nhà đúng không? Vâng. Anh xà phòng thì anh mua cho Hoan là 3 gói thì là mỗi lần Hoan đi vào thì Hoan cầm 1 gói nhá. Vâng. Cầm 1 gói xong là còn dư thì em cất vào trong tủ. Ở nhà thì còn dầu gội này không? Còn. Vẫn còn à? Vâng. Thế là cái lọ ở nhà thì là để ở nhà nhá. Vâng. Còn cái lọ này thì là em đem trong trường. Cái lọ này thì vâng. Chắc được mua là lọ to của bác ạ. Lọ to thì này thì Hoan thì dùng một mình Hoan thì dùng được tầm bao lâu? Em không biết ạ. Cũng không biết á. Vâng. Thế thì chơi giờ anh mua cho Hoan là 1 lọ thì chưa hết à? Vâng. Ủa. Thì cũng khá là lâu rồi nhỉ? Dạ. Yeah. Phải được tầm độ là hơn là 2 tháng rồi đấy. Loại dầu gội chưa hết. Có thể là Hoan là dùng đến dầu gội loại này là một mình em ấy. Là có thể là được tầm 4 đến 5 tháng gì đấy. Đã được rất là lâu. Đấy, còn là bây giờ thì Hoan lại cất đồ này đấy nhá. Vâng. Cất để vào trong ba lô đi. Mấy nữa em đi học với ba lô xong cầm đi luôn. Vâng. Cái ngày kia đi học thì đã dọn quần áo chưa? Vâng. Rồi à, quần áo của Hoan thì là đa số để vào trong tủ kia, trong cái hòm kia nhỉ? Vâng. Hoan lại cất mấy đồ này nhá. Đây có thêm một cái bàn chải nhỏ nhỏ này Hoan ạ. Vâng. Đây là anh mua là nó sẽ được 2 cái. Cái này là Hoan, nếu mà Hoan dùng thì cũng được mấy tháng rồi. Đấy, và ở đây thì cái này thì thật sự ra chất lực cũng không có biết là phải là nói như nào các bác. Nói cái hòm thì thành ra là nó sẽ hơi các bác hồi tưởng nó sẽ hơi ghê một chút. Đấy, nhưng mà đa số là ai cũng đều là cái hòm cả. Ở trong này thì có chìa khóa không? Có ạ. Còn à? Vâng. Trong này thì có những cái gì ấy? Có xích và quần áo. À, có xích. Cái xích kia Hoan cũng khóa vào kia à? Vâng. Hoan phải dùng xích kia khóa vào kia nhá. Vâng. Mấy cái đồ này là những cái sổ này, gạo nữa. Này này hôm nọ là bạn Trình lên thì bạn ấy mua cô bác ạ. Đấy. Mua lên để cho Hoan là đựng đồ đạc này kia. Tiền là cất vào đâu? Okay. Cất vào đấy luôn à? Vâng. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là Hoan gửi một lời cảm ơn tới anh Thân Vũ ở Hà Nội. Chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, phần quà của anh thì cháu Lực đã nhận được tầm độ là 3 đến 4 hôm về trước rồi bác. Đấy, nhưng mà do là cái cháu Lực chưa sắp xếp được cái công việc để mà đi vào Hoan ấy, cho nên là cháu Lực gửi cái phần quà hơi muộn một chút.
Thì rất là mong là sẽ được sự thông cảm của anh thân Vũ. Vũ có vừa không? Có. Có à? Vâng. Dầu gội này thì cất vào trong ba lô hết đi. Vâng. Đây là mấy nữa mình đi thì mình chỉ cần xách đi thôi đúng không? Vâng. Xà phòng này thì là một tí này, này X-Men này. Xà phòng tắm ở nhà còn không? Có. Ừ. Còn ạ. Còn đúng không? Vâng. Thế là cái nào để ở nhà thì để nhà đi, cuối tuần em về thì còn có cái mà dùng nhá. Vâng. À, không đem đem đi đem lại nữa. Vâng. Đem đi đem lại thì cũng lại mệt cho em. Mà lúc nào mà cuối tuần nghỉ học ấy chỉ cần là một bộ quần áo là để trong ba lô là xong là về nhà thôi nhé. Vâng. Hoan là cất đồ xong chưa? Chưa. À. Vào nhà Hoan thì cũng đã lực cũng đã ghi hình đã rất là nhiều những cái video đăng tải lên rồi. Lên thì phải nói là mỗi một lần lên là cảm giác như là nhìn có một cái đợt có một cái gì nó thay đổi các bác ạ. Cái thay đổi ở đây là không phải có thêm những cái gì mới cả, thay đổi ở đây là mà nó cũ đi và có thể là mưa gió là nó nghiêng hơn. Đây cái phần hôm nay thì cái phần là bên này thì hôm nọ là cũng làm lại rồi, không may là nó bị đổ của bác ạ. Hoa là ăn cơm xong chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Ờ. Tức là một tí là ăn một tí là một mình lại khác ăn cơm à? Vâng. Bó củi này thì hôm nay anh gửi đồ cho thì còn đem đi bán được không một tí anh? Có ạ. Vẫn có à? Vâng. Vẫn có để đem đi bán đúng không? Vâng. Ôi, Hoàn thì năm nay mới có 11 tuổi các bác. Đã biết là khi mà mình cần những cái đồ gì ấy là không có là biết là đem củi đi ra ngoài để bán. Bó này thì vừa rồi tôi được nói là hơn đâu đó là tầm độ 15 cân một chút. Bó này thì bán được là 15 nghìn à? Vâng. Nhưng mà đợt này là không phải đi xa đâu chứ, đi gần đâu chứ. Vâng. Ừ. Mấy cái đồ này thì có phải là đem đi trường không? Không ạ. Không phải đâu à? Vâng. Có cả những cái nạo này, tưởng là đem đi trường. Tất cả những cái phần trình tường nhà Hoan là bị đổ rồi, cho nên là dùng bằng lại những cái tấm tre này để mà đan lại với nhau. Dép này thì còn đi vừa không hả Hoan? Còn ạ. Còn à? Vâng. Sao em không đi dép này, đi dép kia to quá này này. Ừ. Em thử lấy cái dép kia thử xem nào có ấy không. Dép này là ai mua cho? Này là anh Quyền. Hả? Anh Quyền. Chỉnh ai dép này vừa đây này, vừa khít đây này. Cái đi rồi này mới chắc chứ, đi đôi này em thử một chân đi đôi kia xem nào. Một chân đi một chiếc kia xem nào. Đi một chân thôi, đấy đi chân bên này. Bên này đúng không? Đấy, em phải đi xem nào. À đấy, đây này trông nhìn nào. Đi những cái thuyền này. Đi cái đôi kia này không chắc bằng cái đôi mà em đang đeo ở tay ở chân phải đâu. Đi lên rừng là phải đeo những cái đôi này nó chắc chắn nhá. Vâng. Cái chỗ này là thấy là bị nghiêng là nhiều hơn ở Hoan nhở? Vâng. Đấy mà đêm là mà mưa to quá, gió to quá thì đừng có ngủ đây nhá. Vâng. Ngủ đấy nhá. Vâng. Đấy, mưa gió to quá là nó đẩy cái này là nó đổ là vào người đấy. Vào người vâng. Lúc đấy là đè lên người đấy. Thì ra phía bên này thì là hôm nọ là vừa mới bị đổ xong của bác lại ra phía này ấy. Nhưng mà cũng được là dùng tay che để mà làm lại rồi. Đây không ít mấy nữa thời gian này đổ tiếp tục ra phía kia. Đang làm gì đâu Hoan? Em cắt cây rành lấy đi bán. À đấy là chặt cái cây chuối này là để em đi bán à? Vâng. Cái này là em đi tận đâu lấy về? Rừng.
À, lên rừng là lấy về ạ? Vâng. Cái lúc lấy về là lấy thành cây để kéo về à? Vâng. Đối với một cái cậu bé mà những cái công việc như này thì phải nói là đối với Hoan thì nó rất là bình thường các bác, nhưng mà nếu mà như để so với tầm mặt độ tuổi như này thì phải nói là đi lấy củi thôi nó đã là khó rồi, còn ở đây là Hoan là còn phải là lấy củi để mà đem đi bán, mua được những cái vật, mua được cái đồ dùng về nhà. Cũng may mắn là có duyên với lại là các bác mạnh thường quân, thì cũng sau khi mà cháu Lực này hay là anh chị Quyền Điển và bạn Trình nữa lên chia sẻ, thì cũng nhận được là một số những phần quà mà phải nói là cực kỳ nghĩa, cực kỳ cần thiết là đối với lại em Hoan. Nhà Hoan thì còn gạo để còn gạo không? Còn ạ. Hả? Còn. Còn à? Vâng. Thế là ruộng nhà Hoan là đem lên cho nhà bà làm, xong là đến cuối vụ là bà là chia cho một nửa. Vâng. Ở nhà thì là trâu bò ấy thì không có rồi, thành ra là không có thể là làm được. Chứ bây giờ mà bảo em ấy dùng cuốc là điệp mà đi cuốc ấy, đối với sức một cậu bé mà 11 tuổi thôi, nó là một cái cả một cái quá trình, là cả một cái vấn đề rồi. Vậy là mình có phải trẻ ra được không Hoan? À. Đây là những lúc mà Hoan tự làm đấy các bác, thì có được muốn ghi hình cho các bác xem một cái một chút về cuộc sống của em Hoan, là hàng ngày em ấy làm, còn là những lúc mà em ấy cần cho lực làm thì lực sẽ phải là dừng ghi hình để mà cho lực sẽ phụ em Hoan để làm. Dao này có phải là đợt nọ anh mua lên cho không? Dạ. À. Cây này thì lúc mà em mà lấy về thì còn khô không? Không ạ. Hay là đã tươi? Còn tươi à? Vâng. Anh thấy là xung quanh của nhà Hoan thì chỗ này cũng rậm rạp cỏ nhiều đấy Hoan nhỉ? Vâng. Cỏ này là Hoan cũng chia sẻ với cháu Lực là em đã tự gọi là đi cắt cỏ xong rồi em để mà đi bán đó lắm. Cái cuộc sống mà độc thân, cuộc sống mà một mình là tự sinh tự diệt, là phải nói là gặp phải một cậu bé năm nay mới 11 tuổi như Hoan thôi, rất là khâm phục về cái ý nghĩ của Hoan. Như Hoan thì nếu mà không có được bên nhà trường mà hỗ trợ đi học ấy, thì em cũng không đủ kinh phí để mà đi học nữa đâu. Ở đây thì là hàng tháng rồi em ấy chỉ có là mua kem đánh răng này, cũng như là một chút là dầu gội xà phòng thôi. Chặt được không? Hả? Nước bắn. Có nước à? Vâng. Chặt đến tận dưới đây, chặt bên dưới. Em chặt chéo chéo ấy, chặt chéo chéo ấy. Đấy, chặt chéo này. Thế là cái này là tí chiều nay là em lại đem cùng cộng với lại cái kia để mà đem đi bán à? Vâng. Thế là hôm nay là Hoan đem được đi bán là 3 bó củi à? Vâng.
ấy rồi. Nếu mà chưa cần tiền quá thì đừng bán vội nhá. Vâng. Cứ để ở nhà dùng trước đi. Những cái bó củi này thì là phải nói là hàng xóm người ta thương Hoan thì người ta mới mua cho Hoan thôi các bác. Đấy là nếu mà cuối tuần là đi học về là lúc nào đi học là cũng phải chuẩn bị đi học là đem theo một bó củi đi để đến trường à? Vâng. Okay. Được một bó chưa? Đi lấy dây buộc đi. Vâng. Phải ở bên ngoài thì là mặc dù là thời tiết là vẫn nắng các bác nhá, nhưng mà vẫn nghe thấy tiếng sấm rất là to. Còn những nơi thì có vẻ như là ra nhìn ra phía bên kia thì mây đen kéo đến rất là nhiều các bác. Thế là Hoan là nhổ cái cỏ này để mà làm dây à? Vâng. Cẩn thận nhá, tay nhá. Vâng. Đã nhiệm vụ xem nào, chỗ này có nhiều đây này. Ây da. Ây da. Đây Hoan này, nhổ cây này. Em nhổ đằng kia kìa, đằng kia nó có nhiều kìa. Vâng. Nhổ từng cây một thôi nhá, đừng nhổ nhiều quá, nhổ nhiều quá không nhổ được đâu. Vừa rồi Hoan không lấy dao ra cắt nhỉ? Vâng. Dao cắt thì nó ấy hơn, đây. Vâng. Ủa, này cầm như này mà nhổ thì cũng rất là nguy hiểm các bác. À, đứt tay đấy. Sắp được chưa? Dạ. Được chưa? Được ạ. Này thì là các bác bảo là em lấy trước à, bác hay là cô hay là như thế nào? Hả? Lấy rào kia nên thử. Hả? Lúc trước em lấy rào kia nên em thử. Trước là lấy cái rào kia xong thử đúng không? Vâng. Nhưng mà cái này là em bán cho bác hay là cô hay là ai? Bán. Hả? Lấy bán. Nhưng mà cho bác hay là cô? Cô. Cô á? Vâng. À. Đây em nhấc lên cái này không được à, đây. Để trên này này. Đây nhấc lên cái này. Đấy rồi. Này. Đặt vào. Đấy. Cái này mới được chứ, em cho vào. Cái này thì liệu là có chắc chắn không Hoan? Có. Cái dây này. Có cần anh hộ không? Cần đây. Hả? Cần đây nhá, đâu, anh hộ. Chưa? Thế ạ.
Rồi anh. Được rồi à? Vâng. Đây là chiều mới đem đi chứ? Vâng. Ổ khóa này thì liệu là có chắc chắn không hả Hoan? Có ai trộm đồ bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Ổ khóa này là em tự mua về hay là ai mua về, ai mua cho? Anh Trình mua lên cho. À, thế là anh Trình mua ổ khóa lên cho đúng không? Vâng. Ổ này thì có vẻ như là rất là chắc chắn các bác ở này ấy. Nhưng mà mỗi tội là cái những cái cửa này này, cửa của nhà Hoan là không chắc chắn. Cái này thì nếu mà có những cái đồ gì giá trị thì người ta sẽ đẩy cửa vào để mà lấy luôn ấy, chứ không phải là một phía ở cánh cửa này đâu các bác, có rất là nhiều và nơi có thể là vào được. Ví dụ như mà ở trong nhà của Hoan là có những cái vật dụng mà đồ đạc gì mà đắt giá như là những cái đồ điện tử, máy quạt hay là những cái nồi cơm điện đấy các bác. Cái này là nước, đây là rửa bát xong à? Vâng. À, đem đi đổ dưới kia đi. Để nhà bận làm gì? Mỗi lần mà Hoan là lấy xách nước về nấu cơm quá, là một là em mới dùng cái chai nhựa này, hai là dùng cái xô này để mà đem đi lên trên nhà chúng là xin nước về. Xong chưa? Thế Hoan ngồi đây anh dặn một tí nào. Em rửa đấy. Ủa nhà Hoan này, nhà Hoan này có con gì ở đây nhiều đấy Hoan này này. Con này là con gì đấy Hoan? Em không biết ạ. Không biết á? Vâng. Này hồi nhỏ đi chăn trâu thì hay là bới này có cái con, có một con, có một con bọ gì đấy các bác ạ. Nhà Hoan này có vẻ như là nó bị thủng nhiều quá, thành ra là chỗ nào cũng có. Thế Hoan là đi học là nếu mà như có cái gì mà khó khăn thì bảo với các anh nhá. Dạ. Để các anh còn lên các anh giúp. Cái mấy năm trước thì ví dụ như là kem đánh răng hết mà có một tuần, có lúc nào mà không dùng kem đánh răng để kem đánh răng không? Có. Có á? Vâng. Cái cửa của nhà Hoan thì cũng phải nói là cái này cực kỳ mà đơn giản đấy các bác này. Nhưng mà lên trên mà nhảy là bị sập luôn đấy. Thưa các bác, vừa rồi thì Trấn Lực cũng đã gửi phần quà của anh Thân Vũ là ở dưới Hà Nội. Anh có nhờ Trấn Lực là mua một số đồ cho em Hoan, thì Trấn Lực cũng đã mua cho em Hoan là xong rồi và ghi hình một cái thước phim về cuộc sống cũng như là những công việc hàng ngày của Hoan là đi làm. Buổi chiều thì Hoan lại tiếp tục là công việc là đem củi để mà đi bán xong là lấy tiền. Đấy thì tuần này thì tháng này thì có thể là những cái số đồ này em sẽ dùng được một tháng đúng không? Vâng. Có những cái đồ thì có phải có thể là hơn. Thì tiền ấy thì là nếu mà em đi bán được củi ấy thì là tiết kiệm lại nhá. Vâng. Tiết kiệm lại xong là để trong cái hòm mà hôm nọ anh mua lên cho Hoan này. Để thật kỹ, giấu thật kỹ vào nhá. Vâng. Đấy, đối với Hoan là 50 hay là 100 thì nó là một cái số tiền mà phải nói là rất là lớn đối với lại Hoan các bác ạ. Trấn Lực cũng rất là mong khi mà Trấn Lực chia sẻ cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của Hoan lên thì sẽ nhận được sự yêu quý của các bác là dành tặng tới cho Hoan. Còn về những hoàn cảnh của Hoan ấy, thì chắc có một số cô bác là theo dõi sau thì vẫn chưa biết nắm rõ được, thì Trấn Lực xin được phép là tóm tắt qua một chút cô bác nhé. Hoan thì năm nay là 11 tuổi, sống trong một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là xuống cấp cô bác. Tất cả ngôi nhà thì hoàn toàn là làm bằng trình tường cả, còn ở phía trong thì làm bằng những cột gỗ mình cũng đã bị là mọt hết rồi. Và hiện tại thì em sống một mình. Còn bố của Hoan thì là như nào Hoan nhỉ? Bị bệnh mất. Bố của Hoan là bị bệnh chết rồi. Còn mẹ của Hoan? Mẹ đi lấy chồng mới. Mẹ là đi lấy chồng mới. Vâng. Đấy, thế hiện tại là Hoan ở một mình rồi cô bác ạ. Với một cái cậu bé mà 11 tuổi, nếu như không có sự dạy dỗ của người lớn thì chắc chắn là sau này sẽ có thể là vướng vào cái tệ nạn gì đó, hay là em sẽ trở thành một con người khác đi chẳng hạn các bác.
thì rất là mong sẽ được sự bảo ban của các bác tới cho em Hoan. Đấy thì Hoan thì là ở trường là điện thoại là phải cầm cẩn thận nhé. Vâng. Bây giờ thì có thể nói là Hoan là cái món đồ đắt giá nhất là cái điện thoại của Hoan thôi. Thì cái video này cũng khá là dài rồi, thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác, để cho công việc của Hoan tiếp tục là Hoan làm và cháu Lực lại di chuyển là đi về để mà cháu Lực làm thêm những công việc của cháu Lực nữa. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Con cháu của ông bà cô chú ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.